Rồi xin mời Lê Minh Anh Thư tóm tắt. Dạ thưa thầy, là bệnh nhân nam 66 tuổi, lý vào viện là tiêu ra máu. Bệnh khởi phát cách nhập viện 2 tháng, bệnh nhân bắt đầu tiêu ra máu đầm nhầy, máu đỏ lượng ít, phân nhỏ, dẹt ra heo sâu máu, mỗi ngày đi khoảng 6 đến 10 lần, không đau kèm mất gặm. Bệnh nhân có khám bệnh và uống thuốc tại trạm y tế, nhưng ngày càng xanh xao, ăn uống được nhưng mà sụt 2 kg trên 2 tháng. Tình trạng vẫn tiếp tục kéo dài, thì bệnh nhân mới nhập viện tại đa khoa Sóc Trăng thì được nội soi trực tràng sinh thiết, chẩn đoán là bú ép nơi trực tràng và đại tràng xích ma, và bệnh nhân chưa được điều trị thì chuyển đến bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ. Tiền sử thì cách đây 2 năm 16 năm bệnh nhân có mổ sỏi thận trái tại bệnh viện Sóc Trăng. Cách đây 2 năm thì được chẩn đoán là tăng huyết áp. Huyết áp cao nhất là 210 mm thủy ngân, uống thuốc liên tục. Ăn ít chất xơ, ít ăn rau, uống rượu ít, hút thuốc 20 gói năm. Nhưng mà đã ngừng hút thuốc và uống rượu cách đây 16 năm. Gia đình thì chưa ghi nhận bệnh lý liên quan. Tình trạng lúc nhập viện thì sinh hiệu ổn. Huyết áp nhịp thở bình thường tiêu, nhưng mà vẫn còn tình trạng tiêu ra máu đầm nhầy mất gặm. Dạ thầy, là cận lâm sàng thì về công thức máu thì thấy hồng cầu hemoglobin bình thường, em không thấy thiếu máu, còn HCT thì em thấy có giảm nhẹ. Bạch cầu, tiểu cầu đâm cầm máu thì chưa ghi nhận bất thường. Dạ, sinh hóa thì có hạ kali máu sau khi được bù kali thì đã lên 3,8 mmol trên lít. Có CIA tăng 6,1 nanogram trên ml, X quang tim phổi. Thì ở đây ghi là quay động mạch chủ rộng. Kết quả CT thì cách ghìa hậu môn 45 mm, có hương tổn giảm đậm độ trong lòng trực tràng, bờ không đều, kích thước 17 mm nhân 38 mm, gây hẹp lòng, thận trái ứ nước độ 2. Kết luận nghỉ u trực tràng. Điện tim, siêu âm tim, chức năng hô hấp, siêu âm bụng hơi bình thường, không chưa ghi nhận bất thường. Về nội soi, hậu môn trực tràng thì cách hậu môn 3 cm có khối u sùi kéo dài một đoạn 5 cm, chạm vào dễ chảy máu, sinh thiết thì ra kết quả là u tuyến nhánh. Chẩn đoán trước mổ là bú ép trực tràng, được chỉ định mổ theo chương trình sau nhập viện 27 ngày với phương pháp phẫu thuật là cắt trực tràng giữ lại cơ vòng. Rồi, chúng ta dừng lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi sau đây. Xem là bệnh án làm vậy đưa đi mổ được chưa? Các bạn biết được rằng triệu chứng của một cái u đại trực tràng, ung thư của đại trực tràng. Thì trực tràng, các bạn nhớ khi đã nói tới ung thư trực tràng thì các bạn phải chia là trực tràng cách rìa hậu môn bao nhiêu cm. Và cái điều cực kỳ quan trọng là hiện nay người ta cắt nối trước thấp được và nối mái khá thấp. Ngày xưa mà 5-6 cm là người ta sẽ không thể nào cắt nối được và bệnh nhân sẽ mang cái hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Tuy nhiên hiện nay có nối mái thì người ta có thể nối rất là thấp, 3 cm người ta nối được. Như vậy ta hỏi bệnh án này tới đây đưa đi mổ đúng hay sai? Đây các bạn sẽ bị những câu hỏi rất là khó. Được chưa? Đó là gì? Bệnh như vậy đưa đi mổ được chưa? Được chưa? TNM như trước mổ như thế nào? TNM và RAD như thế nào? Được chưa? Tại sao lại đưa đi mổ mà không thấy TNM và RAD? Rồi, ta hỏi CT về được chưa? Có cần em ra hay không? Dạ. Ta hỏi giải thích với bệnh nhân như thế nào? Có cần neoadjuvant hay không? Sinh thiết lạnh là gì? Và trong trường hợp này, dạ, đồng bằng sông Cửu Long có bệnh viện nào làm được sinh thiết lạnh hay không? Dạ. Cắt trước thấp là gì?
Các bạn nhìn vô các bạn thấy bệnh nhân nằm tư thế sản phụ khoa. Mời bạn Trường Giang đọc tiếp. Dạ, hay là bệnh nhân nằm ở tư thế sản phụ khoa, rạch da đường giữa trên và dưới rốn dài 20 cm, khám sát xoang bụng sạch, gan có nốt, đường kính tầm 0,5 cm trên bề mặt ở hạ phân thì thứ 8, vòm hoành trống, không hạch động mạch, động mạch chủ bụng, xen thương u trực tràng vị trí 1/3 dưới, đường kính 3,5 cm, dính nhẹ mô xung quanh bên phải, xử trí là phẫu thuật động mạch mạc treo tràng dưới, cắt và cột tại gốc động mạch này, cắt toàn bộ mạc treo tràng dưới, cắt và đóng đầu ruột phía dưới bằng dụng cụ cutter dưới u là 1 cm, cắt cục trực tràng trên u là 20 cm, tiến hành lặp lại lưu thông ruột bằng máy khâu nối 3EA31, mở rộng vết mổ lên phía trên, khám sát gan, xen thương là bú mạch máu trên bề mặt gan, đường kính là 0,5 cm, lành tính, hỏi cùng bác sĩ và quyết định là không sinh thiết xen thương ở gan, rửa sạch bụng, khâu lại phúc mạc cùng chậu, dẫn lưu đô lát, điểm IVD và dụng cụ đủ đóng bụng. Như vậy các bạn thấy cái protocol mô tả khác với cái bác sĩ xuyên thiết. Bác sĩ xuyên thiết nói là khối u cách có 5 cm, trong khi đó thì thực tế là bao nhiêu. Cái điều cực kỳ quan trọng là khi các bạn mổ u trực tràng là các bạn phải nói nó cách rìa hậu môn bao nhiêu để ta mới nói là bệnh nhân còn đi ỉa ngã tự nhiên được hay không. Trọng nhân sao? Các bạn thấy trước mổ là người bác sĩ đặt cái máy soi thấy là cách hậu môn 3 cm có khối u. Dạ. Như vậy 3 cm không thể nào nối máy được hết. Mà ở đây bác sĩ phẫu thuật viên nói là sao? Các bạn thấy cái protocol viết rất là thiếu. Cái đây ta hỏi bệnh nhân này có làm hậu môn nhân tạo không? Dạ theo con là lên là hậu nhân tạo, mà hậu môn nhân tạo vĩnh viễn luôn, tại vì nó sát cái gì hậu môn quá. Hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Còn phẫu thuật này người ta gọi là phẫu thuật hạt man. Dạ. Như vậy các bạn thấy cái protocol này viết rất là thiếu, rất là thiếu. Phẫu thuật này gọi là phẫu thuật hạt man. Phẫu thuật hạt man có hai loại phẫu thuật hạt man. Một cái là cắt bỏ khối u, đóng đầu dưới, mở đầu trên ra da vĩnh viễn. Dạ. Để mở đầu trên ra da và đóng đầu dưới để lại khối u, tức là không có cắt khối u luôn. Dạ. Như vậy đây là phẫu thuật hạt man. Tuy nhiên ta hỏi tại sao không làm phẫu thuật mời, tại sao lại làm hạt man mà không phải làm, không làm mời. Như vậy bệnh án này rất là nhiều thiếu sót, nhiều lắm luôn. Và giả phẫu bệnh là carcinoma tiến biệt quá kế tiết ngày xâm nhập thanh mạc. Để thanh mạc, thanh mạc có nghĩa là T4 rồi. Dạ. Về ung thư này đã là T4. Tuy nhiên ta không biết là N mấy, người ta cũng không biết là M mấy, người ta cũng không biết là RAS như thế nào. Một cái phẫu thuật ung thư như vậy là không chấp nhận được, không chấp nhận được. Dạ. Như vậy qua bệnh án này ta không rồi. Đây các bạn thấy bệnh nhân phẫu thuật cắt trực tràng giữ lại cơ vòng khâu nối phục hồi lưu thông một kỳ. Ủa đây bệnh nhân đã nối máy tận tận. Như vậy các bạn sẽ thấy không có mang hậu môn nhân tạo, cũng không phải phẫu thuật hạt man, cũng không phải phẫu thuật mài, mà là phẫu thuật cắt trước thấp. Phẫu thuật này gọi là phẫu thuật cắt trước thấp, resection anterior bassa, tiếng Pháp đọc là như vậy, tiếng Anh là low anterior resection. Các bạn biết được rằng đối với các ung thư dùng này người ta phải nạo hạch rất là dữ, không hề nghe nói chuyện nạo hạch gì cả. Rồi có lên trên kiểm soát gan, khám sát gan coi có di căn hay không. Chà, bệnh nhân này đồng bằng sông Cửu Long không có một bệnh viện nào có được PET scan, cho nên trong trường hợp này chà, ta hỏi có nên làm PET scan hay không. Chà, nếu đây là người thân của em có chấp nhận
mổ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với cái kiểu mổ như vậy hay không, hay là sẽ đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy để ở đó người ta làm PET scan, rồi ở đó người ta sẽ làm neoadjuvant, rồi ở đó người ta sẽ nạo hạch, cắt rộng, nạo hạch, cắt trước thấp, nói tật tật và phải đọc cho được giải phẫu bệnh, đó là T mấy, anh mấy, em mấy và rách mấy, và đặc biệt là phải làm cho được là có đột biến gen hay không. Rồi bắt đầu 10 phút tính giờ. Đề thi vô cùng khó chịu, khó và khó chịu. Bây giờ là 19:23, các bạn sẽ nộp lúc 19:33. Rồi, ta sẽ nhờ các bạn đọc, dịch và giải thích tại sao mình chọn câu đó. Hay là câu 1 là a colostomy could be A. Group colostomy, B. S. colostomy, C. Triple peroral chest colostomy, D. là os of a bowl. Colostomy cái không phải là đại tràng mà là hậu môn nhân tạo. Đây người ta gọi là loop colostomy. Khi nào ta kéo cái ruột ra và ta làm thành hai cái miệng hậu môn nhân tạo thành cái nòng súng, hai cái nòng súng thì ta gọi nó là loop colostomy. Đây trường hợp này là loop colostomy. Được chưa? Đây là end colostomy, đây là loop colostomy. Được chưa? Đây là end loop, tức là hai cái đầu nó rời ra. Còn khi nào mà nó dính liền lại thì nó là loop nè, dính liền lại nè. Hai cái lỗ cách ra nhưng mà nó lại là dính liền, ta gọi là loop, còn này là end loop. Ngoài ta còn một cái nữa, đó là cái gì? Là barrel, double barrel transfer colostomy. Đó, thì em phải copy nó một cái. Rồi, các bạn hiểu chưa, từ đây trở đi chúng ta sẽ học khác hoàn toàn, chứ không có phải là em đánh trúng là đạt, không phải vậy đâu, mà em phải giải thích cho được. Đây, thế nào gọi là double barrel? Đó, đây, double barrel colostomy, transfer colostomy. Đó, và em phải giải thích thế nào gọi là double barrel transfer colostomy. Đó, nó là cái gì? Để giải thích đàng hoàng. Đây, double barrel transfer colostomy. Đó, em phải nhấp vô, em phải giải thích. Và em về em làm một cái video để giải quyết câu đó luôn. Mẫu hoặc ai thầy kêu làm đây thì bạn đó phải làm cái video đó. Được chưa? Đó, đây là loop transfer colostomy. Loop transfer colostomy. Được chưa? Rồi, tiếp tục các bạn số 2. Mời bạn. Dạ. A colostomy could be used wrong answer. Là cắt đại tràng thì có thể là chọn câu sai. Câu A là đại tràng. À, câu này đúng. Hồi nãy nói là colostomy là hậu môn nhân tạo, tại sao nãy giờ dịch cắt đại tràng hoài là sao? Dạ hậu môn nhân tạo thầy. Thầy còn nghe một lần nữa là thầy kêu Quốc Việt thẻo cái lỗ tai đó. Dạ. Thì A là ở đại tràng, rồi B là trung tâm ở họng tràng, C là ở hậu tràng. Thì chọn câu sai là B và C là sai. Ok, thank you. Dịch và chọn. Dịch và chọn. Dạ thầy, là phẫu thuật hậu môn nhân tạo có thể là A vĩnh viễn, B là tạm thời, C là cả hai ý trên, D là không có ý nào. Và thầy em chọn câu C. Chọn nào? Câu C thầy. Ok, good. Bạn thứ tư. An ostomy bulge must be drained every day. Giờ thầy là cái này là cái túi của cái hậu môn nhân tạo là phải được thay mỗi ngày. Thì các bạn là câu D là cái chọn là chỉ khi nào cần thiết. Thầy em có gửi một cái tham khảo trên comment đó thầy. Ok, cuối năm là tài, mời. Complication of colostomy. A. Prolapse of anal mucosa. B. Obstruction of stomach. C. Bleeding of stomach. D. On of the bowl. Là cái con năm nó hỏi là cái biến chứng của cái hậu môn nhân tạo. Câu A là xa của biến chứng của đúng rồi. Câu A là xa cái hậu môn, xa cái niêm mạc hậu môn ra ngoài.
Còn câu B là tắc cái miệng mà mình đưa ra ngoài. Câu C là chảy máu chỗ cái miệng nữa. Và câu D là tất cả câu trên, em chọn câu D. Rồi, tiếp tục, bạn thứ 6. Peritonitis due to intra-abdominal retraction of colostomy could be an accident, but a complication, say an incident, the on of the pulse. Thưa thầy, em chọn là câu B, nhưng mà đáp án là câu D, tất cả các ý trên. Yeah, nhưng mà đề này rất là khó. Tại vì chữ accident và chữ incident rất là khó phân biệt. Thứ hai là trong có một số trường hợp vừa mổ xong, về mặt lý thuyết thì đây là complication, ok. Tuy nhiên để giải thích cho đúng thì rất là khó. Mời bạn thứ 8. Stenosis of colostomy ostium could be A. Dilated, B. Dilated, C. Reconstruct, D. Choose A and C. Em chọn câu D. Dịch là hẹp lỗ thông. Hẹp cái miệng của cái hậu môn nhân tạo á. Hẹp miệng của hậu môn nhân tạo thì có thể một là kiểu như là em dịch em hiểu ý nhưng mà em không có từ để dịch thầy. Nông cái gì đâu. Không, lấy ngón tay quậy. Dạ nông. Bắn ra cái gì đâu. Dạ. Nông. Thứ hai là làm giãn. Thứ ba là tái tạo lại. Thì chọn A và C là nông và tái tạo lại. Ok, mổ lại đó. Làm lại. Thank you. Dạ. Rồi, bài luận thứ 9. Dạ là để đánh giá một bệnh nhân với có hậu môn nhân tạo thì mình cần chú ý là ngay chỗ cái lỗ của cái hậu môn nhân tạo đó ở bên phải của bên phải bụng thì dựa theo vị trí đó có được biết là loại của cái loại hậu môn nhân tạo này là gì, thì là A là descending colostomy, B là transverse colostomy, C là ileostomy, D là ascending colostomy. Thì chọn câu D là ascending colostomy là lỗ hậu môn nhân tạo ở đại tràng lên. Rồi, thank you. Số 10, Thảo Quyên. Name some reasons why ostomy surgery may be needed. Là kể tên một số lý do mà phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo cần thiết. A là colon cancer là ung thư đại tràng. B abdominal blunt trauma organ shock là bị một cái chấn thương bụng do cái vết thương cùn hoặc là bị vết thương súng đạn. C là bệnh Hodgkin là phình đại tràng bẩm sinh. Câu D là on of the above, thì mình chọn là câu D. Yeah, thank you. Yeah, the colostomy could be A, inside the same time of the operation, B, inside the day after, C, choose A and B, D là none of the above, thì em chọn là thôi C, có nghĩa là cái mà hậu môn nhân tạo mà kiểu qua thì nó có thể là câu A là nó được đặt ở cùng cái lúc mà trong cái khúc phẫu thuật cùng thời điểm đó luôn, còn câu B là có thể được đặt vào cái ngày sau đó. Khi mà mở hậu môn nhân tạo đó mà cái dạng quay đó thì người ta có thể mở liền trên bàn mổ, nhưng mà mổ vậy nó thúi sùm trong bàn mổ là một cái. Thứ hai nữa là cái chỗ mà mình khâu lên thành bụng nó chưa có chắc, cho nên nó sẽ xì cứt vô bụng, cho nên người ta sẽ để nhà hôm sau người ta hãy xẻ, 24 tiếng sau thì nó dính lên thành bụng rồi, cho nên ta lấy dao điện ta xẻ. Thì nó với lại cái ruột già, nói chung cái ruột mà mình lấy dao mình xẻ lên nó không có đau, cái tạng là không có đau, cho nên chúng ta đừng có sợ. Chưa? Rồi, chúng ta đã xong bộ đề thi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta xử. Mọi người sẽ trình tự trả lời các câu hỏi sau đây. Rồi, số 1 là tên em Gerard, số 2 em Rai, số 3 Neo Azuvan, số 4 sinh thiết lạnh, số 5 cắt chức thấp, số 6 hạt man, số 7 phẫu thuật mai, số 8 nạo hạch, số 9 PET scan, số 10 đột biến gen, số 11 qua mô miễn dịch. Cách làm và ý nghĩa làm sao? Rồi, ai trả lời được? Ta không còn nhiều thời gian lắm, gần 8 giờ rồi.
Dạ, alo thầy ơi, em trình bày cái hóa môn miễn dịch như thầy. Rồi. Dạ, cái đầu tiên là cái định nghĩa của nó, đó là một cái phương pháp mà để giúp ích cho những cái nhà giải phẫu bệnh khi mà phát hiện được những cái tế bào ung thư. Thì đại khái cái nguyên nguyên lý của nó là nó dựa vào những cái phản ứng của cái kết hợp của hóa chất với lại cái phản ứng mà miễn dịch, hay nói cách khác là ở đây là sự kết hợp của kháng nguyên kháng thể. Tại vì là bình thường thì các cái kháng nguyên ung thư nó không có phát hiện kiểu như rõ ràng ở trên cái có thể quan sát rõ ràng được, cho nên là người ta phải nhuộm với lại một cái kỹ thuật miễn dịch liên quan này. Là cái cách làm của nó thì đầu tiên á, là những cái mẫu mô mà đã được cắt lọc rồi xong rồi người ta sẽ đưa vào trong cái khối nến, sau đó thì người ta sẽ nhuộm theo một cái quy trình, có cần nói quy trình nhuộm không này? Đầu tiên em phải nói đến cái một cái chất đặc trưng trong ung thư đại tràng, đó là carcinogenic embryologic antigen. Rồi sau đó em mới bắt đầu nói về nguyên lý, rồi sau đó em mới nói về kỹ thuật. Mỗi lần ta nói đến ung thư đại tràng, ta nói tới CEA, nó là cái gì vậy? ACEA. Hmm? Dạ. Carcinogenic embryologic antigen. Đầu tiên em mới nói cái này cái đã. Một khi bệnh nhân có ung thư đại tràng là bao giờ người ta sẽ thử CEA. Vì CEA là cái gì? Rồi sau đó em mới nói tới hóa môn miễn dịch, ý nghĩa lâm sàng. Rồi sau đó em mới nói tới cách làm. Rồi sau đó em sẽ nói tới dương tính giả và âm tính giả, sensitivity và specificity. Đó. Bao giờ cũng vậy. Khi nói tới một cái gì đó mà liên quan đến miễn dịch, kháng nguyên kháng thể thì em phải có đủ bốn cái. Thiếu một trong bốn là cái bài đó không hoàn thành. Nghe rõ chưa? Dạ gì để em làm lại. Làm lại hoặc về nhà làm cũng được. Và đúng phong cách của Mỹ mới được. Rồi tiếp tục. Còn ai nữa? Dạ để em trình bày đột biến gen đó thầy. Rồi. Dạ thầy là trong ung thư đại trực tràng thì mình sẽ xét nghiệm đột biến gen RAS RAS để áp dụng trong điều trị. Thì dấu ấn sinh học RAS có nghĩa là nó sẽ giúp các bác sĩ lựa chọn đúng phương pháp điều trị. Có hai loại gen RAS khác nhau là KRAS và NRAS, được gọi là tự nhiên và thường chỉ có ở khoảng 50% các khối u đại trực tràng, còn 50% các khối u còn lại sẽ bị đột biến gen RAS này và được gọi là RAS đột biến. Thì mình sẽ quyết định hóa trị phối hợp các loại thuốc dựa theo tình trạng RAS tự nhiên hay RAS đột biến. Rất tốt, bạn làm video hay giúp cho mọi người. Dạ. Video 2 phút, tối đa là 3 thôi nha, không có dài hơn nha. Cộng nhân Dạ tới đâu? thầy là em anh Thư thầy ơi, Nói. em trình bày về TNM với Ray. T là tumor, là có nghĩa là khối u, và T không là chưa thấy u, không thấy u gốc. T một là khối u đã ăn tới màng đáy. T hai là qua màng đáy nhưng mà chưa vào cơ. T ba là khối u ăn vào cơ, là T bốn là đã ăn tới thanh mạc. Trong trường hợp bệnh án này là T bốn, nhưng mà T bốn ăn qua tới thanh mạc nhưng mà chuẩn bị ăn qua cơ quan khác. Còn N là nốt, là mức độ ăn lan của khối u đến các hạch bạch huyết. À, trong trường hợp này là chưa có di căn qua hạch, chưa có lan đến hạch bạch huyết. Còn M là metastasis, là di căn, là trong trường hợp này Em cũng biết là em tình không. trạng đó thứ bốn hệ bạch huyết, là làm sao em biết được, làm sao em biết được là trường hợp này chưa qua hệ bạch huyết. Kể tên bốn hệ bạch huyết của ung thư đại trực tràng đó, số 1 là gì? Là pericolic, số 2 là paracolic, số 3 là intermediate, số 4 là paraaortic. Aortic. Vậy thì ta hỏi các bác sĩ này có mô tả hệ hạch không? Mô tả hệ pericolic không? Có mô tả hệ paracolic không?
có mô tả intermediate không, có mô tả prioritic không? No, chỉ lấy tay gờ lên gan coi có một cục gì đó không, rồi đứng la sùm hội chẩn với bác sĩ Quỳnh Thảo Lực quyết định không làm gì. Đâu có mô tả varicolic, paracolic, intermediate, varicolic đâu. Khi các bạn mô tả được bốn hệ hạch này thì ta mới nói là có N hay không có N. Yeah. Đó. Node. Và trong ung thư thì các bạn nhớ là node and nodule. Cái nào là node? Cái nào là nodule? Dạ thầy, node là sơ hạch trên 1 cm, còn nodule là nhỏ hơn 1 cm. Đúng. Vậy trong trường hợp này phẫu thuật viên có mô tả không? No. Ta không biết. Rồi. Rát có không? Dạ không thấy đâu thầy. Không thấy rát luôn. Không thấy rát thì biết được đâu mà quá trị cho người ta, xả trị cho người ta. Một cái khối ung thư mổ ra dục cái bạch, không biết rát là bao nhiêu, cái gì sao mà nữa. Cho nên qua cái bệnh án này, bạn anh Thư hoàn toàn bất lực, bạn không giải quyết được gì cho bệnh nhân này cả. Vì em không biết được, em chỉ biết được T4. Còn anh là gì? Varicolic, paracolic, intermediate, paraiotic, không hề mô tả. Em mà thì gờ gờ lên gan vậy thôi, làm sao biết được có gì căn chứa. Không chụp PET scan thì làm sao biết được có gì căn chứa. Đây, PET scan là của ai vậy? Của Minh Ngọc. Dạ thầy, là cái kỹ thuật là sinh thiết lạnh này là một cái kỹ thuật dùng để cho chuyên ngành giải phẫu bệnh dùng được để dạ. Tiếng Anh là gì? Dạ thầy, tiếng Anh là cryosection. Cryosection. Cryo section chứ không phải cry. Cry không có nghĩa gì, cry là khóc. Không có nghĩa gì đây chứ. Dạ. Là một cái kỹ thuật là cắt mô nhanh bằng làm lạnh mô bởi nhiệt độ âm sâu với sự hỗ trợ của máy cắt lạnh. Dạ thầy, là cái kỹ thuật này là dùng để chẩn giúp cho việc các kỹ thuật viên để chẩn đoán nhanh là cái mô này là lành tính hay ác tính. Em nghĩ là ở bệnh nhân này là không cần phải thực hiện cái kỹ thuật này, là tại vì cái tuổi của bệnh nhân này là lớn tuổi, cộng thêm là lúc mà khám lâm sàng thì cái khối u này nó chảy máu, chứ em nghĩ nhiều tới phần là nó đã ác tính rồi, nên là không cần làm cần thiết cái kỹ thuật này. Nói với ung thư đại tràng không cần chi tiết lạnh, chỉ cần cắt bên dưới khối u 2 cm, 1 cm là được. Thậm chí hiện nay ta cắt ngang khối u luôn, trong trường hợp cái khối u nó sát cái cơ hậu môn quá người ta cắt ngang khối u luôn. Tại sao như vậy? Mai mốt nó tái phát người ta sẽ nội soi cắt cái cục nào tái phát lưu lần. Vì hiện nay người ta quan niệm rằng thà cho bệnh nhân đi cầu qua ngã hậu môn thêm một ngày nữa rồi bệnh nhân chết vẫn sướng hơn là cho bệnh nhân sống thêm 3 tháng nữa mà mang cái hậu môn nhân tạo. Vì cái quan điểm như vậy cho nên người ta vẫn chấp nhận cắt ngang khối u luôn. Nếu cái khối u đó quá sát cơ hậu môn, để chi? Để nối máy xong bệnh nhân vẫn còn đi cầu ngã hậu môn được, sống thêm một ngày nào vẫn còn chất lượng ngày nay, sống thêm vài bữa, 1 tháng, 3 tháng gì nữa chết cũng được. Đó là cái quan điểm hiện nay. Rồi tiếp tục. Xong được của bạn Trường Giang. Tiếp tục các bạn khác. Rồi, thưa thầy, là phẫu thuật Hartmann là một phẫu thuật cắt một đoạn đại tràng có chứa khối u, thì sau khi cắt đó thì cái phần còn lại thì sẽ được đóng lại, còn cái phần phía trên đó thì sẽ làm hậu môn nhân tạo. Về cái mà là chỉ định, về cái indication, về cái mà là chỉ định của phẫu thuật Hartmann thì nó dùng để điều trị viêm phúc mạc khu trú hoặc là toàn thể do vỡ ruột thứ phát từ ung thư, hoặc là nó là một cái biến chứng của cái viêm túi thừa đại tràng, có thể là cái bệnh Crohn. Thưa thầy hết. Nói chung phẫu thuật Hartmann là một cái phẫu thuật mà vì lý do gì đó người ta không thể nói tận trong lúc mổ được, hoặc là cho bệnh nhân phải mang một cái hormone nhân tạo tạm thời 2-3 tuần sau đóng lại, hoặc là cho bệnh nhân mang cái hormone nhân tạo vĩnh viễn, hoặc chỉ nhớ nhiều đó thôi. Vì lý do gì đó không có đóng lại liền được, ví dụ như ổ bụng dơ quá, thể trạng bệnh nhân quá kém, một cái vết thương bệnh nhân đi cầu không có dò té cái rồi té xuống, gãy cái cầu không có dò té xuống, ở dưới có cái cọc của Ngô Quyền chống quân Nam Hán thọt lên một cái, thì khi vào bệnh viện mổ không thể nào mà đóng được hết trơn á.
thì lúc đó người ta sẽ mở hormone nhân tạo, nhưng trong trường hợp đó không gọi là phẫu thuật Hofmann, tại vì phẫu thuật Hofmann chỉ đúng trong trường hợp khối u ung thư ở trực đại trực tràng phía bên trái thôi, chứ bên phải cũng không gọi là Hofmann nữa. Rồi tiếp tục quốc diệt của thuật ma. Dạ rồi, con nói cái phẫu thuật MILES. Thì cái phẫu thuật MILES này thì nó còn được có cái tên gọi khác là một cái phẫu thuật cắt theo cái đường theo hai ngã là ngã bụng và ngã đáy chậu. Là còn có cái tên gọi là abdominal perineal resection. Thì cái kiểu phẫu thuật này là lần đầu tiên được cái ông MILES này là phổ biến toàn thế giới, thì nó còn gọi được cái tên gọi tắt là phẫu thuật MILES. Thì cái thủ thuật mà gọi là cắt cái thủ thuật mà MILES này nè, nó được áp dụng cho thường là những cái u trực tràng mà ở cái khoảng 1/3 dưới, tức là cái đoạn mà gần cái rìa hậu môn, cái bờ hậu môn. Thì cái thủ thuật này nó bao gồm là cái việc là lấy đi toàn bộ, cắt bỏ toàn bộ cái hậu môn trực tràng và cái đoạn xa của đại tràng là cái đoạn đại tràng sigma đó. Bằng cả hai cái ngã là ngã bụng và ngã chậu, là đi từ cái hậu môn đi lên. Và cái hậu quả là bệnh nhân sẽ có một cái hậu nhân tạo vĩnh viễn. Thì hiện tại là người ta có thể là thực hiện ở cái ngã bụng thì hiện tại vẫn có thể thực hiện là ở cả cái hình thức mổ mở và cả mổ nội soi. Thì nó có một cái con đọc được trên cái cuốn Shackelford Surgery of Alimentary Tract, thì nó có đề xuất, nó đề cập cái chỗ là nếu một cái khối u mà nó gần cái rìa hậu môn, nó gần cái rìa hậu môn mà dưới 5 cm, thì là nó sẽ có cái khả năng là more biologically aggressive disease, tức là nó sẽ nguy hiểm, tức là cái khả năng mà người ta sẽ mất cái tức là người ta có cái khả năng mà phải cắt bỏ luôn cả cái phức hợp mà cơ tắc hậu môn, nó sẽ cao hơn là những cái khối u mà nó từ 5 cm đổ lên trên cái đoạn mà đoạn trên của trực tràng. Thì ngày xưa là con có đọc là ngày xưa là người ta là có cái ông mai này là sẽ cắt bỏ luôn hẳn cái phức hợp là cơ thắt, nhưng mà sau này thì một số xu hướng là người ta đang tranh luận là người ta có nên là bảo tồn cái cơ thắt hay không, thì người ta dựa lên cái con số 5 cm này là so với cái khoảng cách của khối u so với là cái rìa hậu môn. Thì nó còn nhấn mạnh ở chỗ là cái phẫu thuật mai này nó là một cái phẫu thuật là đầu tiên, gần như là cái phẫu thuật đầu tay mà nó tập trung tới những cái là chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u, đặc biệt là ở cái nó đặc biệt quan trọng là ở cái mức độ cái mức của cái cơ nâng hậu môn á, khi mà cái bác sĩ phẫu thuật mà nếu mà tách cái mạc treo trực tràng khỏi cái sàn chậu thì nó rất là khó, nếu mà làm không tốt thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng gọi là thủng khối u, nó gây viêm phúc mạc. Cho nên là cái phẫu thuật này thì cần phải là thực hiện rất là như là có kinh nghiệm, như là thực hiện tốt tí xíu, nếu không là nó sẽ dẫn tới tình trạng là bị thủng khối u nó bị thủng. Thì gọi xin hết. Phẫu thuật mai là một phẫu thuật vừa mổ trên bụng vừa mổ dưới và khoét luôn cả cái hậu môn bệnh nhân luôn, dục bỏ luôn bệnh nhân, không còn không mất luôn cái lỗ đít ruột bệnh nhân đi đâu. Còn tất cả những kỹ thuật nãy giờ em nói nó nằm ở trên cái bài cắt trước thấp của bậc thất tài. Dạ. Yeah. Nguyên cái phần em nói nãy giờ nó nằm bên cái bài cắt trước thấp của bậc tài ở số 5. Coi như bất biệt nói luôn cho bạn phát tài rồi đó. Hay gì nói mai thì em nói luôn qua cái thứ khác rồi. Dạ, họ nhìn nó hơi lố. Khuất của người ta hết trơn luôn cái lố gì. Bên em có một câu ngọn à. Phẫu thuật mai là một phẫu thuật gồm có hai tăng, tiếng Pháp là tăng, tiếng Việt là thì. Hai thì, tức là hai ekip mổ, một ekip mổ trên bụng, một ekip mổ dưới. Ở trên thì cứ hì hục, cắt, dục. Ở dưới thì cứ hì hục, đào, khoét, đục lỗ, giống như ở dưới là thở ống nước á, mấy người mà lặn hụt ở dưới sông để móc bùn mà vét kênh á, cái trên bụng thì là cả, giống như mấy người mà vít đất để đắp đê vậy đó. Phẫu thuật mai chỉ nói một câu rồi xong. Hai ekip mổ, một ekip ở trên cắt bỏ khối u, một ekip dưới này cắt bỏ hậu môn rồi xong, không có nói gì ông già. Còn em nãy giờ em bước luôn qua bài cắt cái thấp của phát tài rồi.
Rồi chúng ta xong hết toàn bộ mọi người hết rồi. Nghĩ đây. Như vậy chúng ta chỉ có hai cái video thôi, một cái còn bạn best scan Minh Ngọc nãy giờ. Bạn nào Hạch Việt Hà. Còn hai bạn nữa. Đột biến gen của Trúc Phương hay gì nữa. Đột biến gen Trúc Phương sẽ về làm video. Nãy Trúc Phương nói xuất sắc rồi, nói rất tốt rồi. Sẽ làm video 2 phút, 2 phút rưỡi gì đó. Có mùa miễn dịch của Thảo Nguyên, thầy đã gợi ý 4 ý rồi, về nhà làm video luôn. 4 video luôn. Mà phải đủ 4 ý nãy thầy đã dạy. Đầu tiên là phải định nghĩa cái CEA. Kế đến là mối quan hệ dịch là cái gì, nguyên lý nó là cái gì, cách làm thế nào, và sensitivity và specificity. À, thầy ơi, em có ý kiến là cái chỗ cái phần não hạch của em á, là em thấy là nó bị dính tới cái phần mà cắt toàn bộ, nó dính tới một cái kỹ thuật là cắt phẫu thuật nội soi cả toàn bộ đại tràng nhiều quá, mà cái info về phần não hạch của em thì nó lại không có nhiều, nên thật sự nãy giờ em không biết phải nói gì. Em cắt hết mạc keo trực tràng rồi xong. Dạ đúng rồi, tại vì nó là một kỹ thuật mà cắt não hạch, nó chỉ là một thầy của cái phẫu thuật đó thôi, cho nên là nó không có gì hết trơn luôn. Giống như Quốc Việt nãy là... giống như Quốc Việt nãy con câu một anh nói quá trời luôn, của em cũng vậy, con câu một. Dạ đúng. Nó dạ. Là cắt toàn bộ mạc keo trực tràng, cắt toàn bộ mạc keo tương ứng đám rối trước xương cùng. Còn có câu đó nữa, không được chạm vào đám rối trước xương cùng, đụng vô đó một cái là bệnh nhân chết thì bằng mổ luôn, vì không có cách nào cầm máu được. Không cầm máu được. Dạ, cầm máu được cái đám rối trước xương cùng. Ở nước ngoài nó có những cái đinh giống như cái đinh mà chúng ta đóng cái tôn á, cái đinh dù á, có cái dù trên đóng xuống á, thì khi mà chúng ta lỡ phạm vô cái đám rối đó rồi máu nó chảy ùng ùng lên, thì ta lấy cái đinh đó ta đóng luôn cái mặt keo trực tràng thẳng vô trong cái xương cùng của bệnh nhân luôn, giống như em đóng tôn vô vách tường vậy. Biết cái đinh dù không? Dạ biết. Đó. Nước mình không có cái đinh đó, cho nên mỗi lần đụng vô tới đó mình coi bệnh nhân chết đẹp.